Bị ung thư hạch giai đoạn 3 đã di căn vào tủy, Nguyễn Trung Kiên, học sinh lớp 5 trường tiểu học Tháng Nhì tại thành phố Vũng Tàu, liên tục chống chọi với đau đớn, mệt mỏi. Thương cha mẹ nghèo phải vất vả mưu sinh, còn lao đao chạy chữa bệnh cho mình. Trung Kiên càng kiên cường nỗ lực học tập, lạc quan để làm điểm tựa về tinh thần, tiếp thêm sức mạnh cho cha mẹ, đúng như cái tên mà cha mẹ đặt cho em, Trung Kiên. Là học sinh lớp 5 và còn lớn hơn bạn cùng lớp 2 tuổi vì phải gián đoạn 2 năm điều trị bệnh ung thư hạch. Nhưng cậu bé Nguyễn Trung Kiên nhỏ như học sinh lớp 2. Bé Kiên, con trai tôi, nó học từ lớp 2 thì bé đã bị hạch. Hạch rồi đi xét nghiệm thì bệnh viện Lê Lợi là Vũng Tàu mới chuyển lên Sài Gòn. Lên Sài Gòn xong rồi ở bên khoa ngoại 2 tháng, rồi sinh thiết đàng hoàng thì mới biết là bé bị ung thư là giai đoạn 3. Cha mẹ của Trung Kiên làm thuê đủ việc, trang trải cơm áo mỗi ngày đã khó, chữa bệnh hiểm nghèo cho con càng khốn khó. Ngày Kiên nằm viện ở thành phố Hồ Chí Minh, mẹ phải đi theo chăm sóc. Túng quẫn quá, ba mẹ vay mượn khắp nơi. Ban giám hiệu trường tiểu học Thắng Nhì cũng đồng hành vận động các mạnh thường quân hỗ trợ cho gia đình em hơn 300 triệu đồng. Còn Trung Kiên, đúng như tên gọi, rất kiên cường. Thời gian phải hóa trị, cơ thể đau đến kiệt quệ, mà Kiên vẫn không bỏ sót một buổi học nào ở lớp học từ thiện của Bệnh viện Di Đồng 1 dành cho bệnh nhân ung thư. Em rất là nhớ bạn, nhớ bè, rất là muốn đi học, nhưng mà tại vì không có thời gian. Thì em luôn qua bên thư viện kế bên để mượn sách để đọc, để ôn lại những kiến thức mà mình đã học trong những năm đó. Thì lúc này thì có một cô đến và xin một cái phòng kế bên để mở cho học sinh học và chơi ở trển. Thì em cũng tham gia vào cái lớp học đó thì không cần phải đóng tiền. Tinh thần lạc quan, luôn yêu đời và cả tinh thần hiếu thuận, ngoan hiền của Kiên đã tạo nên phép màu. Sau 2 năm điều trị, căn bệnh ung thư hạch của Trung Kiên đã tiêu biến. Tế bào ung thư không còn, nhưng những di chứng của phẫu thuật trong quá trình điều trị vẫn hành hạ Kiên. Vậy mà khi được trở về nhà, điều đầu tiên Kiên xin cha mẹ là trở lại trường học. Học lại cùng các em nhỏ hơn 2 khóa, Trung Kiên vẫn không mặc cảm, càng phấn đấu hơn, học giỏi và trở thành liên đội trưởng trường tiểu học Thắng Nhì. Chính em là người mà tinh thần vững vàng đã động viên ba mẹ đừng có buồn, đừng có khóc và cố gắng lạc quan vươn lên. Không chỉ ở trong trường mà những cái bạn ở ngoài trường khác cũng nghe thấy tiếng cái tấm gương của em và cũng rất là nể phục. Em thấy bệnh Kiên là một người rất tốt và hay giúp đỡ mọi người. Em rất ngưỡng mộ bạn ấy, em sẽ noi gương theo bạn ấy. Ước mơ và mong mỏi lớn nhất của Nguyễn Trung Kiên là lớn lên theo ngành y để đến những vùng nghèo khó chữa bệnh cho người nghèo. Với Kiên, đó cũng là để trả nợ ân tình những người đã chung tay giúp đỡ em vượt qua cửa tử ung thư, tiếp thêm cho em sức mạnh trở lại với gia đình, bạn bè, hành trình học vấn.